Chính chủ cần bán nhà xây mới 5 tầng có diện tích là 37 mét và được chào bán với giá là 3 tỷ 300 triệu tại Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Đấy là hiện tại là mọi người có thể thấy đây là ngôi nhà nằm tại cái khu vực trung tâm quận Hà Đông, rất là gần với lại chợ Hà Đông, gần các trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và tất cả những cái trung tâm kinh tế lớn của quận. Có cái ngõ ở trước nhà là rộng 3 mét và cách đường ô tô đi ở phía bên ngoài kia đây là cách đường ô tô đi là 20 mét. Có hướng chính là hướng Đông Nam và đang được chào bán với giá là 3 tỷ 300 triệu, được thiết kế xây dựng là 5 tầng. Thiết kế là vô cùng hiện đại luôn. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây, mọi người có thể thấy là toàn bộ cái hệ thống cửa ngôi nhà là được sử dụng là bằng cửa hai lớp. Phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong đây là bằng cửa nhôm kính. Đấy, thiết kế 5 tầng rất là đẹp, có ban công. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà cho mọi người có thể thấy được rõ hơn. Đây, toàn bộ ở trong khu vực đây là tôi đang chiếu đây. Trên màn hình đây là khu vực ở tầng 1. Đấy, diện tích 37 mét, rất là rộng rãi, rất là thoáng. Ở tầng 1 của chúng ta thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp, một phòng khách và một khu vệ sinh phụ. Đấy, mọi người có thể là nhìn kỹ luôn, có thể tham quan luôn toàn bộ cái tổng quan của tầng 1 đây. Đó, diện tích rất là rộng. Cái phòng khách ở phía bên ngoài đây, chúng ta có thể là kê được bộ bàn ghế này, để xe này, và cũng có thể là kê được tủ kệ tivi luôn, rất là đẹp. Tiếp theo đây là cái khu vực ở phía bên trong phòng bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ acrylic chống cong vênh, chống mối mọt. Mặt bếp là sử dụng là bằng đá granite cao cấp. Hệ thống sen vòi và chậu rửa đây là sử dụng là bằng hàng nhập khẩu Hàn Quốc, chất liệu là inox 304. Đó, khu bếp rất là thoáng, rất là đẹp. Chúng tôi đã thiết kế sẵn những cái khu vực là chúng ta để lắp hút mùi và lắp đặt bếp chậu rửa rồi. Và đây là trong khu vực nhà vệ sinh ở tầng 1, sử dụng là cửa là bằng cửa nhôm kính. Đây, và ở phía bên trong tầng 1 đây, trong nhà vệ sinh đây, chúng ta sẽ có bồn cầu và máy bơm nước dùng để bơm nước lên toàn bộ ngôi nhà. Có cả một cái vòi rửa phụ nữa. Sau đây là ở phía bên trên tầng 2 đây. Đây là lối cầu thang để đi lên mọi người nhé. Đấy, chúng ta có thể là đây, từ cửa vào đây là chúng ta, đây là khu vực cầu thang để đi lên. Cái hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc đây sử dụng là bằng đá granite. Sử dụng hai gam màu tối và sáng, rất là đẹp. Tầng 2 của chúng ta sẽ được thiết kế là một cái phòng lớn, phòng rộng dùng để là nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình. Đấy, chúng ta là có thể là hát hò này hoặc là tổ chức ăn uống tiếp khách ở đây cũng được. Đấy, diện tích rất là rộng. Chúng tôi đã hoàn thiện hết toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao, đèn led này. Đó. Đây là cửa mở ra để ra ngoài phía ban công để lấy ánh sáng và không khí cho ngôi nhà. Tiếp theo là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Tầng 3 thì sẽ được thiết kế là bao gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, và tất cả các phòng ngủ là chúng tôi đều đã lắp đặt đầy đủ cái hệ thống điều hòa rồi. Đấy, đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài đây, chúng ta có cửa mở ra ban công đây. Đó. Phòng rất là vuông, rất là đẹp. Có cửa thông phòng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led và kia là điều hòa Panasonic 12.000 BTU, hàng nhập khẩu Thái Lan, đã được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện. Đó, diện tích này là chúng ta có thể là kê được một giường, một tủ, một bàn làm việc hoặc là một bàn trang điểm. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Đó, diện tích phòng ngủ phía bên trong và phòng ngủ ở phía bên ngoài là cũng sẽ là tương tự như nhau. Phòng bên trong thì là có cửa mở ra
ngoài ô giếng rời đây để lấy không khí, lấy gió vào cho cả căn phòng. Kia là hệ thống điều hòa, hệ thống trần thạch cao đèn led. Đây là cửa thông phòng đây. Đây là nhà vệ sinh của tầng 3. Đấy, nhà vệ sinh này đã có đầy đủ hết toàn bộ cái hệ thống bồn cầu này, hệ thống lavabo này, gương kính phụ kiện, sen vòi sen tắm, bình nóng lạnh là đã có đầy đủ hết. Đấy. Cửa nhà vệ sinh là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Tiếp theo đây là mời mọi người đến tham quan phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 và tầng 3 là chúng ta là sẽ thiết kế là tương tự như nhau. Chúng ta là sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, toàn bộ phòng ngủ đều đã được lắp đặt sẵn toàn bộ cái hệ thống điều hòa. Và nhà vệ sinh là đã có đầy đủ hết là bồn cầu, lavabo, sen tắm nóng lạnh và bình nóng lạnh. Tiếp theo đây là khu vực tầng 5. Đấy, mọi người có thể thấy là ở cái khu vực cầu thang này chúng ta sẽ có một cái ô giếng rời đây. Đấy, chiếu dọc xuống toàn bộ của ngôi nhà, cung cấp ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà luôn. Nói chung là ngôi nhà thì rất là đầy đủ ánh sáng và không khí. Ở trên tầng 5 của chúng ta là sẽ có một cái phòng thờ. Đây là cái khu vực phòng thờ. Đó, phòng thờ ở đây. Và ở phía ngoài đây là một cái khu vực là để máy giặt và sân phơi. Đây, đây là khu vực là dùng để máy giặt. Chúng tôi đã thiết kế sẵn là hệ thống điện này, hệ thống vòi chờ, hệ thống xả nước. Và đây là khu vực giặt tay. Đấy, toàn bộ cái khu vực ở phía bên ngoài này là chúng tôi là đã lợp mái tôn và làm chuồng cọp rất là cẩn thận, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Ở phía xung quanh mọi người có thể thấy đây, nó rất là nhiều nhà cao tầng, khu dân cư ở rất là đông, chung cư này, trường học, bệnh viện, rồi đại học, siêu thị, các thứ rất là ổn định, rất là đầy đủ. Tôi xin nhắc lại với tất cả mọi người là tôi vừa giới thiệu cho mọi người là cái căn nhà có diện tích là 37 m2, có hướng chính hướng đông nam, được thiết kế là 5 tầng, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ. Tất cả các phòng ngủ thì đều đã lắp đặt hoàn thiện đầy đủ hết hệ thống điều hòa. Nhà vệ sinh thì đã có đầy đủ hết toàn bộ cái hệ thống bình nóng lạnh, đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 300 triệu. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là tư vấn trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, hoặc là có thể comment ở bên dưới cái video này để được chúng tôi tư vấn thêm. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì là có thể là like video và đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những cái nhà, những cái sản phẩm mới nhất của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.